Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Đến thăm cơ quan thường trực báo nhân dân tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đến tập thể các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động tại đây, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cơ quan báo nhân dân vào sự phát triển của thành phố thời gian qua với sự đồng hành tích cực, thông tin phản ánh chính xác, khách quan kịp thời mang tính xây dựng đối với nhiều khía cạnh đời sống thành phố Đà Nẵng phó bí thư thường trực thành ủy kỳ vọng báo nhân dân sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua và tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới thăm và chúc mừng cơ quan thường trú khu vực miền trung đài tiếng nói việt nam vov miền trung phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lưu nguyễn minh triết ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp đồng hành của vov miền trung đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố đồng thời kỳ vọng đơn vị tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô chất lượng và tầm vóc và tiếp tục hỗ trợ thông tin tuyên truyền lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đà nẵng đến với nhân dân trên các nền tảng truyền thống và hiện đại